Choáng ngợp, 7 người giàu nhất showbiz 2021, Sách đã vượt qua cả bố già của Trấn Thành. Không có một danh sách thống kê cụ thể về thu nhập của sao, nhưng dựa vào các nguồn thu hiện hữu, không khó để nhận ra danh sách 7 nghệ sĩ có doanh thu khủng nhất showbiz năm 2021. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Xuất thân từ một diễn viên hài, bằng niềm đam mê và sự đa tài khi có thể ca hát, diễn xuất, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã nhanh chóng phủ sóng trên hàng loạt những chương trình trong nước và hải ngoại. Anh đã từng thừa nhận rằng, có lần cát xê lên tới 3 tỷ đồng cho một show diễn. Tuy đã hạn chế xuất hiện trong showbiz, nhưng với những ảnh hưởng của mình, nam danh hài vẫn tiếp tục thu được con số đáng ngưỡng mộ qua những hoạt động kinh doanh quán cà phê, quán trà, cây cảnh và chầm hương. Gần đây, anh đã lập kênh YouTube và thu về hàng triệu lượt xem từ phía của khán giả. Nhắc đến khối tài sản kếch dù của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, nhất định phải kể đến nhà thờ tổ trăm tỷ. Công trình được xây dựng trên mảnh đất có diện tích 7.000 m², nhiều chi tiết cực kỳ tinh xảo, cầu kỳ và được sơn son thiếp vàng đắt giá. Ngoài ra, anh là một tay chơi kim cương ngầm của showbiz Việt. Trấn Thành. Trấn Thành hiện đang là một trong những MC, diễn viên đình đám nhất của làng giải trí Việt Nam. Doanh thu 400 tỷ đồng từ bộ phim Bố Già mới nhất càng khẳng định cho độ giàu có của nam danh hài. Theo tiết lộ của nhiều người tổ chức event, mỗi lần cầm mic cắt dây của Trấn Thành phải lên tới hàng trăm triệu đồng cho một show diễn. Giá đóng TVC quảng cáo của Trấn Thành cũng được tiết lộ rơi vào khoảng 20.000 đô cho tới 30.000 đô. Với cường độ làm việc liên tục của Trấn Thành, việc anh kiếm được hàng chục tỷ đồng cho mỗi tháng là chuyện bình thường. Nam danh hài hiện đang đi một chiếc xe Mercedes gần 9 tỷ đồng, đeo nhiều đồng hồ cao cấp giá trị tiền tỷ. Chưa kể, anh còn có sở thích sưu tầm các loại nước hoa xa xỉ với hơn 600 sản phẩm, trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Mặc dù mới chỉ 30 tuổi nhưng nam danh hài đã tậu cho mình một dinh cơ bề thế tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, mua nhà và xe hơi tiền tỷ cho ba mẹ. Ngoài ra, anh sở hữu 3 căn nhà tại Mỹ, nhiều tài sản chưa từng được công bố. Mỹ Tâm. Sinh năm 1981 tại Đà Nẵng, Mỹ Tâm đã khởi nghiệp ca hát vào năm 2001, là nữ ca sĩ hàng đầu trong nền âm nhạc của Việt Nam. Không phô trương hàng hiệu, không khoe khoang trang sức hay quần áo tiền tỷ, nhưng so với độ giàu có, Mỹ Tâm không hề thua kém bất cứ một ai trong làng giải trí. Hiện tại cô là bà chủ của một tòa nhà trăm tỷ có vị trí đắt đỏ tại Sài Gòn Phồn Hoa và cũng là chủ của một công ty giải trí, một thương hiệu thời trang riêng, đồng thời là người đứng đầu của một quỹ từ thiện hoạt động rất tích cực. Vào năm 2012, Mỹ Tâm đã khai trương trụ sở làm việc riêng của cô tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một vị trí đắc địa, đắt đỏ sầm uất nhất của Sài Gòn. Thời điểm đó, tòa nhà được xác định có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Trường Giang. Được biết, cát xê của Trường Giang mỗi lần xuất hiện trên truyền hình là 40 đến 60 triệu đồng. Nếu chỉ làm MC, Trường Giang sẽ thu về từ 20 đến 40 triệu đồng. Như vậy, trung bình mỗi tuần Trường Giang có thể kiếm được khoảng 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh còn thu nhập lớn từ việc kinh doanh chuỗi nhà hàng, cà phê và sản xuất phim. Nam danh hài sở hữu căn biệt thự có view nhìn ra biển, vị trí rất đẹp tại Phú Quốc có giá khoảng hơn 15 tỷ đồng, cùng với rất nhiều căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Mười Khó cũng vừa khai trương thêm một nhà hàng rộng hơn 2.000 m² tại Vũng Tàu. Sách hay còn gọi là G97. Sách tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997, là một trong những gương mặt đình đám trong giới showbiz khi sở hữu một lượng fan hùng hậu, là người đầu tiên đạt nút vàng có 1 triệu người theo dõi YouTube nhanh nhất Việt Nam. Và dĩ nhiên, những sản phẩm âm nhạc của Jack luôn đạt top 1 thịnh hành trên tất cả các trang mạng xã hội. Khoảng thời gian cách đây 1 năm, Jack và KICM đã là một bộ đôi làm mưa làm gió với những bài hát như Sóng Gió, Em Gì Ơi, Việt Nam Ơi, Hoa Vô Sắc, thu về số tiền từ YouTube hay là những show diễn lớn. Bộ đôi làm việc cật lực. Tuy nhiên, ồn ào chắc bị công ty quản lý cũ bóc lột sức lao động, xuất hiện với hình ảnh trong túi chỉ có vài trăm nghìn, đi một đôi dép tổ ong. Ai ai cũng biết rằng anh chàng không thu được bao nhiêu từ công ty này. Hơn nữa, những ca khúc do anh chàng sáng tác gần như đã mất trắng vào tay của công ty ICM ngay sau khi Jack rời đi. Bởi vậy, Jack chưa từng lọt vào top những người giàu có của showbiz Việt. Tuy nhiên, từ ngày tham gia công ty mới, Jack đã chỉnh chu về mặt ngoại hình, có đội ngũ ekip hỗ trợ và thường xuyên đi làm từ thiện, đủ nói lên thu nhập của chàng ca sĩ này. Được biết, Jack đã quyên góp và tự tay trao số tiền phòng chống dịch Covid-19 và chống hạn mặn tại Bến Tre lên tới 500 triệu đồng. Ngoài ra, hỗ trợ quà, vật phẩm cho trại trẻ mồ côi, vận động đá bóng nghệ sĩ, ủng hộ cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn và hàng loạt những lần đi từ thiện âm thầm. Với những sản phẩm mới là Một Thằng Con Trai, Hoa Hải Đường, Đom Đóm đều trên 100 triệu view, top 1 trên YouTube, MB3 hay là nhiều các trang mạng xã hội khác, Jack thu về một khoản tiền khủng. Kèm với đó, anh cũng là một trong những nam ca sĩ đắt sâu, được người ta dỉ tai nhau, có cát xê lên tới hơn 100 triệu đồng cho một show diễn. Ở hiền gặp lành, đó là câu nói dành cho Jack. Thành công của anh đã trải qua vô vàn khó khăn và chông gai.
Mới đây nhất, Jack tiết lộ sẽ tung ra sản phẩm mới khiến cho fan đứng ngồi không yên. Ca sĩ Ngọc Sơn. Một bầu show cho biết mức thù lao của nam ca sĩ tại hải ngoại là một bước cao ngất ngưởng, lên đến 200 triệu đồng cho một show diễn. Không chỉ nổi tiếng với căn nhà mặt tiền đường Sương Nguyệt Ánh xa hoa độc đáo có giá trị 100 tỷ đồng. Vào năm 2000, Ngọc Sơn còn gây sốc khi đầu tư 1.000 cây vàng để tự đúc tượng mình rồi cho đặt trước cửa nhà. Năm 2013, Ngọc Sơn từng tiết lộ về việc đã mua bảo hiểm trinh tiết đời trai với giá 1 triệu đô. Ngọc Sơn còn mua thêm căn nhà 100m² vào khoảng năm 2017 tại khu đô thị xa hoa giàu có bậc nhất của thành phố Hà Nội. Anh đã nhận nuôi 100 đứa trẻ mồ côi cho tới khi lớn, khiến cho fan ngưỡng mộ. Ca sĩ Hà Phương. Tổng tài sản của doanh nhân Chính Chu, chồng ca sĩ Hà Phương đang có trong tay, lên đến hơn 1 tỷ đô la Mỹ và khoảng 21.000 tỷ đồng, xếp danh sách 40 doanh nhân gốc Việt thành đạt trên đất Mỹ. Do đó, việc em gái của tỷ phú Cẩm Ly sở hữu rất nhiều căn penthouse tỷ đô, đi lại bằng dàn siêu xe đắt tiền hay là lưu diễn bằng phi cơ riêng là điều không quá bất ngờ. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. 50 tuổi, Đàm Vĩnh Hưng sở hữu nhiều căn biệt thự sang trọng, trong đó căn biệt thự nằm trên đường Thất Sơn, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh có giá 3 triệu đô được chú ý hơn cả. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng còn sở hữu một căn hộ penthouse trị giá 5 triệu đô, tương đương với 105 tỷ đồng, với tổng diện tích khoảng 700m², chưa kể đến khu sân vườn trên cao. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng còn là một tay chơi xe thứ thiệt. Trước đó, Mr. Đàm đã sở hữu chiếc xe Lexus RX350 năm 2011 với giá 3 tỷ đồng. Vào năm 2018, ông Hoàng Nhạc Việt đã mua siêu xe Cadillac. Đây là dòng xe thường được các nguyên thủ quốc gia trên thế giới yêu thích bởi vì sự an toàn và nội thất sang trọng xa xỉ. Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận mình là người nghiện mua đồ hiệu. Song ca này cho biết tủ đồ trong nhà toàn là nước hoa, giày và túi sách. Ngoài ra, anh còn có thú vui sưu tập kim cương. Hiện nay, Đàm Vĩnh Hưng sống độc thân để tận hưởng cuộc sống của mình. Lý Nhã Kỳ. Lý Nhã Kỳ được khán giả biết đến với vai trò là diễn viên trong nhiều dự án phim Kiều Nữ và Đại Gia, Gió Nghịch Mùa. Bên cạnh đó, cô kinh doanh bất động sản, kim cương và mới đây nhất là đảm nhận vai trò lãnh sự danh dự của Romania. Nữ diễn viên đang sinh sống tại căn biệt thự tại khu dân cư Thảo Điền, thành phố Hồ Chí Minh, rộng hơn 600m², chẳng khác gì một tòa lâu đài tráng lệ. Nhiều người dự đoán căn biệt thự này có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cầu thang và nhiều vật dụng trong nhà được chủ nhân dát vàng. Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi sở hữu một chiếc siêu xe với giá 40 tỷ đồng. Trước đó, cô đã từng chi 12,6 tỷ đồng để sở hữu một chiếc xe mui trần từ thương hiệu Anh Quốc. Đầu năm 2017, người đẹp đã gây bất ngờ khi mua chiếc du thuyền hạng sang thuộc dòng xe Jack có giá trị 100 tỷ đồng. Cô cũng là doanh nhân, người Việt duy nhất sở hữu chiếc du thuyền này. Lý Nhã Kỳ thừa nhận mình là người có sở thích sưu tập túi sách giải hiệu, cho nên việc cô có hàng loạt các túi sách quần áo đến từ những thương hiệu xa xỉ là điều rất dễ hiểu.